Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình để góp ăn chia tổng phần thưởng là 100.000 USDT tốc cần ETH2 các bạn. Đây là một cái mạng được xây dựng trên mạng UBI của Chain, nhưng mà đây là một cái phiên bản beta testnet các bạn. Thì để tham gia dự án này các bạn cần copy phần link mô tả dưới video mình các bạn. Phần link dự án là chitter.pro. Sau đó các bạn mở địa chỉ MetaMask của mình ra, các bạn chọn mạng Huobi của Chain nha các bạn. Sau đó các bạn chọn dùng Wrap nè. Để yêu cầu con này thì các bạn cần có nhất là 0.01 tốc cần HT của HT nha các bạn, để làm phí gan nha các bạn, để mình tham gia testnet nha các bạn. Thì bạn chọn Wrap nè. Bạn dán như đây nè. Mình có một cái bị viết ghi rất là rõ cho các bạn nè, các bạn bấm gỡ nè. Một mạng testnet chắc là phức tạp các bạn, nên các bạn theo dõi, chú ý theo dõi video mình chưa, bạn mình làm thật là chậm cho các bạn luôn. Sau khi các bạn dán vào thì ra cái giao diện thế này, thì mình có một cái bài viết cho tất cả các bạn này, các bạn nên vào tham khảo các bạn. Dòng đầu tiên các bạn bấm vào một red test coin nè, mình vừa làm từ từ cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một này nè các bạn. Rồi đây thì có hai cái dòng tiền các bạn đi vào testnet nè, một là HBTC2 hay là HETH2, thì các bạn nên chọn một cái dòng tiền nào các bạn đi testnet các bạn. Thì mình khuyên các bạn nên chọn dòng tiền HETH2 các bạn. Phan các bạn. Rồi sau đó các bạn get ta nè. Rồi sau đó các bạn bấm vào get it now các bạn. Không có gì khó chứ các bạn. Mình rồi bấm vào đây nha các bạn. Rồi bạn lướt captcha nè. Rồi chờ nó load chút xíu các bạn. Rồi các bạn chịu tốn khi ra chút xíu các bạn, bấm xác nhận nè. Để mình nhập khẩu mình vào. Rồi sau khi các bạn nhấp vào mục xác nhận phí ra xong thì các bạn bắt up lên nha các bạn. Mình qua bên đây mình coi các bạn. Rồi sau khi này là bước 1 thành công nè, tới bước 2 nè các bạn. Sau khi được cọc được xu thử nghiệm trên trại thử nghiệm này, cọc hãy nhấp vào nút tham gia thử nghiệm công khai để bước click. Các bạn copy cái link này nè các bạn. Các bạn dán vào đi app rồi nè các bạn. Bắt up đi. Hoặc có thể các bạn có thể nhấp vào một trực tiếp đi nè các bạn. Và trực tiếp đó nó sẽ lướt bạn qua cái trang cheater nha các bạn. Rồi nha các bạn, sau khi các bạn bấm vào một cheater cái link liên kết các bạn, thì nó ra một cái giao diện như thế này nè các bạn. Rồi mình làm tiếp nha các bạn qua đây nè. Mình có để em ra biết cho tất cả bạn nè. Rồi sau đó hãy nhập kiểm tra ví có được liên kết hay không nè. Rồi tiếp tục. Rồi đây mình coi mình kiểm tra cái có liên kết ví không nè. Ok, nhấp vào mục này thì có kiểm tra nè các bạn. Nó đã liên kết với mình nè. Rồi bạn bỏ ra đi. Rồi tiếp tục thì các bạn chọn thị trường giao dây gỡ BHP. Thì điện tử gỡ và chọn BHP hoặc HBTC hoặc là HETH nè. Phan các bạn chậm xíu mà. Rồi các bạn chọn vào một loại tiền tệ nè các bạn. Đâu rồi ta? Mình chọn cái đồng ETH các bạn. Rồi tiếp tục qua từ từ cho các bạn nè. Rồi sau đó các bạn nhấp vào gửi tiền. Sau đó nhấp vào một gửi tiền nè. Và quy tắc thành công số tiền tự động là Visa thanh toán 1. Và Visa đây là cọc nè. Rồi các bạn bấm vào một gửi tiền nè các bạn. Một deposit nè. Rồi mình là Balenci, mình có 500 tốc cần HETH nha các bạn. Rồi đây thì điền số tiền các bạn, mình gỡ cũng khoảng 400 thôi các bạn, trừ 100 coi có gì không. Rồi bạn bấm vào deposit nha các bạn. Rồi
Rồi các bạn bấm xác nhận visa chút xíu nữa nè, để mình nhập cái khẩu bên vào các bạn. Các bạn gỡ nó chút visa nữa nghe các bạn. Nhầm nhò gì đã mình làm ai góp mà. Ok, sau khi bạn gỡ visa xong thì các bạn dòng bước tiếp theo thì các bạn bấm vào một thị trường, chọn tài khoản HBTC hoặc là HETH nè, chọn nút giao tiền bấm vào một lon nè các bạn. Rồi bấm vào một lon nha các bạn. Rồi cái này thì các bạn chọn số tiền nha các bạn. Balance mình còn bao nhiêu ta? 279. Mình chọn 270 đi. Rồi bạn bấm lon nha các bạn. Này là số tiền mình để thế chấp thôi các bạn. Thế chấp để mình nhận lãi các bạn. Đây là mạng testnet nên các bạn cứ yên tâm mà làm nha các bạn. Rồi các bạn nhấp visa cái nữa các bạn. Nha các bạn, cái bước các bạn gửi tiền xong, gửi tiền để thế chấp thì các bạn chờ một chút xíu các bạn. Sau đó thì nó sẽ, sau khi xác thực thành công thì ai đợi thao tác nó chuyển trên chuỗi nha các bạn. Thì các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Rồi sau đó các bạn chờ một chút xíu các bạn. Sau khi các bạn chấp một thế chấp xong thì bạn nhấp vào một information, bấm tiếng Anh. Thì các bạn trở về bên cái trong web dự án đó nè các bạn. Rồi bạn nhấp vào bánh găng này các bạn. Rồi bạn chọn tiếng Anh này các bạn. Rồi các bạn chọn vào mục information này các bạn. Rồi chờ lo chút xíu nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào asset. Rồi bấm vào asset nha các bạn. Để tăng tốc tiền mình đầu tư dài nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn đây thì mình hướng dẫn cho bạn nhấp vào mini t card nè các bạn. Rồi sau đó bấm mục withdraw. Đâu mini t card ta? Vào bánh găng nè, lên nè. Rồi bấm vào mini t card nè các bạn. Sorry các bạn, mình chưa bấm asset các bạn. Rồi, các bạn bấm vào bánh răng lên nè, các bạn chọn instant transaction. Rồi sau đó các bạn bấm vào asset trade nè. Rồi sao nữa ta? Sao đó, bước này nó không có nhấn ta? Bấm vào asset trade. Bấm vào set nó không hiện cái gì cho mọi người, tiếp tục nhấp vào mini t card lên cái kéo xuống vào trang bị khóa đây, bấm mini t card kéo xuống vào trang bị khóa chỗ nào ta, à mình hiểu rồi các bạn. Các bạn nhấp vào một asset nè, một bánh găng nè, ở chưa tiếng Anh là chọn information nè. Sau đó thì các bạn bấm vào upset nè. Sau đó thì các bạn kéo xuống. Các bạn chọn một tìm kiếm, các bạn gõ từ khóa là NFT card locket nè. Nãy giờ quên. Khá là đơn giản luôn mà không hiểu nổi. Bấm dây xanh nè. Rồi các bạn bấm vào upset nè. Rồi một tin em các bạn dán cái địa chỉ đó vào nè. Search nè. Nên gõ từ khóa, các bạn gõ từ khóa là đâu locket NFT t card locket NFT, bạn sạch là NFT t card locket nghe bạn. Rồi bằng một tìm kiếm, à cái phần này mình hiểu rồi các bạn. Các bạn chia việc trở lại được bạn. Nè, các bạn trở về nè. Các bạn nhập vào bài anh cùng. Kéo sớm là tới bước này phải không? Các bạn bấm tiếng Anh nè. Rồi các bạn chọn vào information nè. Rồi sau đó các bạn bấm vào asset nè. Rồi sau đó thì các bạn chọn vào mục 1% nè các bạn. Hiểu rồi, có nhiêu thì cũng không biết. Vì trên giao diện này khó tìm quá. Rồi sau đó các bạn lướt xuống nè các bạn. Các bạn bấm vào withdraw nè các bạn.
Rồi mình có được 61, còn 61 đồng tiền lãi là HETH nè. Các bạn chọn vào 60 đi. Rồi các bạn bấm withdraw nha các bạn. Rồi sau đó các bạn nhập mật khẩu thanh toán các bạn vào các bạn. Rồi các bạn bấm xác nhận. Sau đó thì các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Sau khi withdraw xong thì bạn bấm vào một locket nè các bạn. Mình unlock. Mình unlock hết luôn các bạn. Mình match maximum mình còn 500 các bạn. Đây mình unlock 400 thôi các bạn. Để coi. Rồi bấm locket nè. Rồi xác nhận visa cái nữa nè. Sorry các bạn, cái mục locket này các bạn locket 75% nha các bạn. Các bạn chọn cái 350, mình có 500, mình có các bạn chọn 350. Rồi mình xác nhận các bạn. Được không ta? Sao lâu quá. Rồi ok, thành công rồi, bấm club nè. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Thì mình đã hoàn thành bước 4 nữa. Tới bước 5 thì các bạn nhấp vào một tiếng Anh nó xanh lên nè các bạn. Mình đã unlock ra được là bao nhiêu ta? 350 token TBKT. Rồi các bạn nhấp vào đây nè. Chọn im xanh lên nè. Và các bạn đã qua đây coi các bạn. Đây thì rồi tiếp tục tới bước số 5 nè. Rồi các bạn bấm vào Asset nữa các bạn. Rất là dễ luôn. Bấm Asset nè. Rồi sau đó các bạn bấm vào một Edit quá. Và các bạn chờ chút xíu nữa các bạn. Set đây. Edit đây. Rồi các bạn nhập vào 15% nha các bạn. Các bạn chờ qua đây nè. Các bạn lướt xuống. Các bạn chọn 15% quá. Rồi sau đó sau đó bấm vào một withdraw. Bấm vào một withdraw cho tiền xăng nữa các bạn. Đâu ta? Đây không được rồi. Để bắt up lên cái. Bấm vào mini card lên nè. Các bạn nhé, bạn nhấp vào mũi tên đó các bạn, rồi các bạn bấm vào một information này các bạn, rồi các bạn bấm vào asset này các bạn, rồi các bạn chọn lại cái mục này là số 1 nha các bạn. Giờ mới hiểu. Rồi sau đó các bạn chọn vào một withdraw nè các bạn. Dòng withdraw. Rồi xác nhận. Nhập mật khẩu của bạn vào nè các bạn. Rồi sau đó bấm xác nhận nè các bạn. Rồi chờ nó chuyển visa chút xíu nè các bạn. Rồi club thành công. Rồi sau đó bước tiếp theo là gì ta? Withdraw cho tiền xăng xong thì gì là xong rồi các bạn. Chúng tôi thanh toán việc cho mượn có lại. Rồi bước tiếp theo thì thế chấp card. Bấm vào asset. Bấm vào withdraw. Approve. Còn một bước nữa các bạn. Còn bước số 5 nữa các bạn. Rồi như vậy là mình xong bước số 4 tới bước số 5 nè các bạn. Nhấp vào Smart
Mi NFT card nè, chọn Smart trong NFT card nè. Rồi chọn vào Asset nè. Rồi bấm vào Withdraw nè. Bấm Unlock Mini nè. Rồi bấm chạy vào đây nè các bạn. Bấm vào đây lên nè các bạn. Cho Mi NFT card nè. Đó. Sau đó các bạn bấm vào mục Mi NFT card edit hết ta. Số 3, số 4, số 5 đâu ta. Số 2. Không các bạn, như vậy mình đã hoàn thành rồi tất cả các bạn ơi. Cấu trúc làm vậy tính theo số lượng ETH 50% thay tác shitter được sử dụng cho tính thức sử dụng. Ok, vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Sau này mình sẽ tiếp tục cập nhật dáng này cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo nha.